Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Hòa Bình Minh. Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật lại giá tất cả các dòng xe Honda cho các bạn tham khảo. Và thời điểm này thì tất cả các dòng xe hầu hết là hiện tại đang bán với mức giá có thể bằng hoặc là thấp hơn giá đề xuất rất là nhiều. Vì vậy nếu như các bạn nào đang quan tâm đến một trong những cái dòng xe nào của Honda Việt Nam thì các bạn hãy xem hết video của Linh để có thể xem giá những dòng xe mà các bạn đang quan tâm nhé. Thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì Linh sẽ báo giá luôn. Ngay phía trước các bạn đây, Linh có 3 mẫu xe. Ở đây có một chiếc xe ga, một chiếc xe số và một chiếc xe côn. Thì đầu tiên Linh sẽ báo luôn chiếc xe Honda Wayblade. Thời điểm này thì các bạn học sinh, sinh viên sẽ lựa chọn mua chiếc xe này rất là nhiều, bởi vì đây là dòng xe nó có giá thành rất là hợp lý. Hoặc là các bạn nào vừa mới ra trường, bây giờ các bạn đang chuẩn bị đi làm đúng không ạ, thì các bạn có thể lựa chọn mua Wayblade với mức giá cho các bạn là chỉ khoảng tầm hơn 18 triệu đồng thôi các bạn nhé. Đây là phiên bản vành nan tanker với mức giá khoảng ngoài 18 triệu đồng cho Honda Wayblade. Với dòng xe này thì nó còn có phiên bản là phanh đĩa vành nan hoặc là phanh đĩa vành đúc nữa. Thì nếu như bạn nào quan tâm đến Wayblade thì hãy liên hệ với Linh nhé. Số điện thoại của Linh là 0987162438. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá Honda Vario. Vario là một trong những dòng xe mà có mức giá hiện tại đang thấp hơn giá đề xuất rất là nhiều, lên tới cả hơn chục triệu đồng cơ ạ. Hiện tại thì Linh đang trưng bày là Honda Vario phiên bản cao cấp, đây là màu xanh than các bạn nhé. Và bên Linh đang để mức giá cho các bạn với màu cao cấp màu xanh than chỉ khoảng hơn 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda Vario màu xanh này rồi. Ngoài ra thì dòng xe này nó còn có các phiên bản phanh ABS như là màu đỏ nhám chẳng hạn, có mức giá cho các bạn là khoảng tầm ngoài 48 triệu đồng, hoặc là màu xám xi măng với mức giá khoảng ngoài 52 triệu đồng. Đó là Honda Vario. Và chương trình này khi bạn các bạn mua trả góp dòng xe này, bên Linh sẽ hỗ trợ cho bạn những gói lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn, nên các bạn hãy liên hệ với Linh nhé. Tiếp theo nữa là Honda Winner X. Winner X thì Linh đã quay quá nhiều video báo giá rồi, các bạn chắc cũng đã biết rất là nhiều về dòng xe này rồi. Thì hiện tại Linh cập nhật lại giá cho các bạn nhé. Honda Winner X thì hiện tại phiên bản phanh thường, bên Linh đang để cho các bạn với mức giá là khoảng hơn 33 triệu đồng. Và giá đợt này trong tháng 6 nhé, chỉ duy nhất là trong tháng 6 này nữa thôi, khi các bạn mua Honda Winner X các bạn sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Tức là gì ạ, trong tháng 6 này các bạn mua xe chỉ với tầm khoảng hơn 30 triệu đồng một chút là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda Winner X phiên bản phanh thường các bạn nhé. Còn với các phiên bản phanh ABS thì bên Linh sẽ để mức giá cho các bạn là khoảng tầm 37 triệu đồng cho bản HRC Linh đang trưng bày ngày hôm nay ở đây, và khoảng tầm hơn 37 triệu đồng cho các màu sắc còn lại, và sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Vì vậy sau khi khuyến mại sẽ chỉ còn là 34 triệu đồng cho phiên bản phanh ABS. Và các bạn nhớ một lần nữa là chương trình khuyến mại sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 các bạn nhé. Chắc chắn rằng là sau ngày 30 tháng 6 các bạn sẽ không thể mua được Winner X với giá như Linh vừa báo. Vì vậy nếu như anh em nào mà các bạn định mua Winner X thì các bạn hãy chốt ngay tại thời điểm này, hoặc các bạn có thể đặt cọc trước cho Linh 30% giá trị xe để hưởng ưu đãi khuyến mại các bạn nhé. Các bạn hãy liên hệ với Linh. Tiếp theo nữa thì ở đây Linh cũng có một dòng xe Honda mà thời điểm này chắc chắn rằng các bạn cũng có nhiều các bạn quan tâm, đó là Honda WRX. Đây là một dòng xe số. Với dòng xe WRX thì nó khác một chút so với các dòng xe như là Wayblade hay là Wayalpha, đó là nó sử dụng hệ thống kim phun xăng điện tử. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là tốt, chỉ từ 1.7 lít trên 100 km thôi các bạn nhé. Dòng xe này thì nó có 3 phiên bản, nó và vành nan phanh cơ với mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 22 triệu đồng. Vành nan phanh đĩa thì sẽ có mức giá khoảng ngoài 23, và với chiếc xe Honda WRX phiên bản vành đúc phanh đĩa mà Linh đang đứng cạnh đây có mức giá khoảng 26 triệu đồng các bạn nhé. Đó là Honda WRX. Còn hiện tại thì ở đây Linh có trưng bày Honda CBR. Honda CBR 150R, đây là Nhật, dòng xe côn tay nhập khẩu từ Indo, cũng có rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm. Mẫu xe này thì hiện tại bên Linh đang để mức giá cho các bạn là từ khoảng 66 triệu đồng cho tới khoảng 68 triệu đồng tùy màu sắc các bạn nhé. Dòng xe đấy thì bên Linh cũng có hỗ trợ trả góp, lãi suất vô cùng ưu đãi đấy ạ. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo các dòng xe ra cho các bạn tham khảo giá. Đầu tiên là Honda Vision. Honda Vision thì trong suốt những tháng vừa qua nó là mẫu xe tay ga bán chạy nhất trên thị trường. Và với 4 phiên bản, mức giá sẽ dao động cho các bạn là khoảng từ gần 33 triệu đồng cho tới khoảng hơn 38 triệu đồng. Linh đang đứng cạnh đây là Honda Vision màu trắng các bạn nhé, phiên bản cao cấp. Và hiện tại thì bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng 34 triệu đồng cho Honda Vision phiên bản cao cấp màu trắng và màu đỏ. Còn ngoài ra thì với những màu khác còn lại như là phiên bản tiêu chuẩn thì khoảng ngoài 32 này, phiên bản đặc biệt thì khoảng ngoài 35, và phiên bản thể thao thì sẽ có mức giá tầm khoảng 38 triệu đồng. Bạn nào quan tâm đến Honda Vision cụ thể chi tiết thì các bạn hãy liên hệ với Linh
để được tư vấn cụ thể hơn các bạn nhé, hoặc là số Zalo của Linh cũng là 0987162438 luôn. Phía bên này thì cũng là một dòng xe bán rất là chạy, được các bạn nam giới hoặc các bạn là nữ cũng lựa chọn mua rất là nhiều, đó là Honda Amelette. Đây là phiên bản 125 ạ. Và hiện tại thì với dòng xe LED thì nó sẽ có các màu sắc như là màu đỏ, màu xanh, thì với mức giá chưa đến 41 triệu đồng đâu ạ. Còn màu đen thì chỉ có mức giá khoảng 42 triệu đồng. Như vậy các bạn có thể thấy là mức giá các dòng xe hầu hết là nó chỉ tương đương hoặc là có thể thấp hơn giá đề xuất của nhà máy đấy ạ. Phía bên kia các bạn nhìn luôn là Honda Lead ạ. Honda Lead đấy là phiên bản đặc biệt màu bạc các bạn nhé. Với Honda Lead thì Linh chắc chắn rằng thời điểm này nó đang có mức giá thấp hơn giá đề xuất của nhà máy rất nhiều. Với phiên bản là tiêu chuẩn của dòng xe Lead, nó sẽ có màu trắng, chỉ mức giá cho bạn là chưa tới 38 triệu đồng. Trong khi đó là giá đề xuất của nhà máy là tận hơn 39 triệu đồng cơ. Còn với phiên bản đặc biệt mà Linh đang trưng bày đây là màu đẹp nhất, đắt nhất của dòng xe Honda Lead thì cũng chỉ có mức giá cho các bạn là 42 triệu đồng thôi. Các bạn quan sát kỹ hơn Honda Lead phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Màu bạc, màu xám, màu bạc là những cái màu đang là hot trend của năm nay đấy ạ. Đó. Và trên chiếc xe này thì bên Linh có lắp thêm phụ kiện. Đây là phụ kiện được Honda sản xuất chính hãng các bạn nhé. Đó. Phía bên này thì là Honda Future, một màu sắc rất là đẹp đúng không ạ? Honda Future đây là màu xanh, xanh nhám. Màu sắc này bán rất là chạy trên mẫu xe này. Future thì nó chỉ có hai phiên bản, đó là vành nan hoặc là các bạn lấy vành đúc thôi. Thì nếu như bạn nào lựa chọn vành nan thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 31. Còn vành đúc thì khoảng ngoài 33 các bạn nhé. Đây là màu xanh. Đó. Với mức giá khoảng ngoài 33 triệu. Sơn nhám các bạn, sơn sần. Ở phía ngay trước mắt các bạn nhìn thấy đó là Honda SH1. Đây là màu sắc rất là quen thuộc trên dòng xe Honda SH1, đó là màu đỏ đen. Đây là phiên bản cao cấp nhé. Với phiên bản cao cấp này thì nó sẽ được trang bị hệ thống phanh ABS. SH1 thì có cả các phiên bản được trang bị phanh CBS và có cả các phiên bản là trang bị phanh ABS. Thì với những cái phiên bản mà phanh CBS thì nó sẽ có 3 màu, đó là màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Thì với mức giá cho các bạn nó sẽ dao động khoảng ngoài 58 cho đến ngoài 59 triệu đồng. Còn với các phiên bản ABS, những cái màu như là màu đỏ, đen này, xanh đen, hoặc là màu bạc đen này, đen nhám này, thì đều có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 66 tới ngoài 67 triệu đồng thôi. SH1 thì Linh bán gần đây có nhiều khách hàng xuống, khách hàng cũng khá là bất ngờ bởi vì khách hàng đi tham khảo cách đây vài tháng, mức giá nó lên tới 72, 73 triệu đồng nguyên xe cơ. Nhưng hiện tại thì chỉ có là mức giá khoảng ngoài 66, 67 triệu đồng cho phiên bản phanh ABS thôi ạ. Bên này là Honda SH các bạn nhé. Ở đây thì Linh đang có SH125 phiên bản phanh CBS các bạn ạ. Năm nay thì sẽ là vành đen, giảm sóc đen luôn. Các bạn xem video của Linh nhiều thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Với mức giá cũng khá là hấp dẫn cho các bạn. Lần đầu tiên mà Honda SH trong vài năm trở lại đây có mức giá chỉ từ 76 triệu đồng thôi ạ, cho phiên bản 125 phanh CBS ạ. Chiếc xe các bạn quan sát trước màn hình thì được bên Linh lắp thêm bộ phụ kiện của Honda Việt Nam sản xuất chính hãng các bạn nhé. Đó, từ phần các chi tiết ốp trên xe là bộ phụ kiện của Honda Việt Nam sản xuất đấy ạ. Rất là đẹp. Còn ở phía bên kia thì là một mẫu xe mà Linh cũng đã quay báo giá cũng như là review rất là nhiều, đó là Honda SH350 phân khối các bạn ạ. Mẫu xe này thì là được Honda Việt Nam sản xuất chính hãng các bạn nhé, 350 phân khối. Và chiếc xe này thì bên Linh trợ giá rất là nhiều trong khoảng 2-3 tháng gần đây. Bên Linh đang để mức giá cho các bạn là chỉ từ 124 triệu đồng cho các màu sắc cơ bản như là màu đỏ, màu trắng hay là màu đen. Còn với màu xám xi măng là phiên bản Linh thấy rằng đang là đẹp nhất và hot trend nhất của năm nay thì cũng chỉ có mức giá là 126 triệu đồng thôi. Bên Linh đang rất là sẵn xe cho các bạn nhé. Vì vậy nếu như anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với Linh. Tất cả các dòng xe Linh đều có hỗ trợ trả góp ạ. Đủ 18 tuổi trở lên các bạn đều có thể mua trả góp. Lãi suất sẽ vô cùng ưu đãi nếu như các bạn liên hệ trước với Linh. Phía bên này thì là Honda Wenfa. Wenfa thì không cần phải nhắc nhiều nữa. Đây là mẫu xe số quốc dân rồi, được các bạn trẻ lựa chọn rất là nhiều. Các bạn học sinh, sinh viên hoặc là những khách hàng trung tuổi lựa chọn một chiếc xe đi rất là dễ sử dụng thì Wenfa nó quá quen thuộc rồi. Mẫu xe này thì nó sẽ có các phiên bản như là màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Thời điểm này sẽ có mức giá thấp hơn giá đề xuất của nhà máy chỉ 18 triệu đồng thôi. Còn với màu đen nhám là một trong những cái màu mới nhất của năm 2023. Sơn sần, màu đen nhám lần đầu tiên được sử dụng trên mẫu xe Honda Wenfa thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng hơn 20 triệu đồng các bạn nhé. Đó, Linh vừa đi quanh showroom của cửa hàng bên Linh, được trưng bày vô cùng đẹp mắt, có đầy đủ các mẫu xe để các bạn lựa chọn. Và chắc chắn rằng đây là thời điểm đang có mức giá rẻ nhất trong năm nay đấy ạ. Đều có mức giá thấp hơn giá đề xuất của nhà máy.
Vì vậy nếu như bạn nào quan tâm đến bất cứ mẫu xe nào thì các bạn hãy nhớ là liên hệ với Linh theo số điện thoại của Linh để ở bên dưới màn hình, hoặc các bạn hãy đến với cửa hàng xe máy Bình Minh 1 có địa chỉ là số nhà 2287 đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, và Linh sẽ là người trực tiếp tư vấn cho các bạn tại cửa hàng Bình Minh 1 các bạn nhé.